Trong thân người có hai thứ tánh, một tánh Phật, hai tánh người. Khi bị người âm nhập thì có tánh thứ ba can thiệp. Thì làm sao mình phân biệt và phải xử lý như thế nào? Chúng ta bảo là nó khống chế cái thân người đó. Cái người âm là nó vô nó khống chế cái tánh người đó. Vậy nó xoắn à, nó xoắn ngồi mà. Phân biệt á, là nó dễ đó, mình nhìn cái gương mặt người ta, con mắt người ta nó nhìn nó không có nhái, mà nó nhói, nó nói cái chuyện trên trời gì đó không à, mà nó nói chuyện linh thiêng quyền bí, nó là mình nhập á, nghe không? Mà cái giọng của nó đó, bình thường con nghe nó khác, đi qua cái giọng người âm nó khác, nó phải phân biệt cái này giống như mình coi bói gì thôi chứ có gì đâu. Thấy cái người nào mà âm nhập nó dễ lắm, nó ra nó thường học nói cái chuyện của âm. Nghe không? Rồi thứ hai nữa là cái giọng nói nó là khác, nó giọng nói dường như là nó không đúng cái người nữ thì nó lại cái tiếng nó trong hơn, người nam thì nó nói giống như tiếng người nữ à. Cái cõi âm mà thường thường nó đổi giọng về âm, thành ra nó hạ cái tiếng nói xuống. Đó là mình phải hiểu cái thế giới này sợ nhất là cái người âm, mà âm là do mình chứ không phải là tại mình ham muốn tôi thấy này thấy kia, nó nhào vô nó giúp mình liền thôi. Thế giới này đó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Bác nói mình sử dụng 30% tánh người thôi, vậy 70% còn lại có phải là do Phật tánh điều khiển hay không? Có nghĩa là mình thấy thì đường tất cả những người đường thấy thì phải tưởng tượng ra. Mà mình thấy thì cũng phải tưởng chứ không phải sao, nhưng hồi đó mình tưởng tùm lum, tưởng theo kiểu 84.000 thứ, bây giờ mình tưởng 2-3 thứ thôi, sử dụng ít lại. Bởi vì tôi nói là tề cái tánh lại chứ không phải chặt, chứ không phải như ông này chặt 16 thứ tới người chặt nó mất ra được. Tề nó lại, tề để cho nó hòa bằng cái ống như ngày xưa đó, con ưa giận phải không, ưa giận 10, giờ con cũng giận 5-3 thôi cho nó nhẹ lại, chứ ai cũng không giận, thấy không? Chỉ có người chết nó không giận thôi, chứ người sống cái gì cũng giận hết. Nhưng mà con người tu thiền tông mà hiểu được rồi, dường như nó biết mà nó không giận. Mà cái ít lắm, cái phần này, cái thành phần này rất ít. Cái này là do cái kinh nghiệm mình nhìn cái người mà cõi âm nhiều. Con đi đâu mà con thấy người mà cõi âm nhập á, thì con nghiên cứu đi rồi 2-3 cái nó y chang vậy, không khác nào, không có khác đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Bạn con khi nằm thả lỏng người ra thì có cảm giác như rất nhẹ, cảm nhận xung quanh có mùi thơm và sự dịu mát. Vậy hiện tượng đó là gì ạ? Thứ nhất là tưởng, thứ hai là thích. Tưởng rồi thích, thích cái gì thì nó vô cái đấy. Thế giới này thánh thần muốn ai? Thần thì nghiêm túc, thánh thì theo cái tưởng con người. Tại sao người ta thích đi cúng lại cho này kia là do cái tưởng thôi, là do cái tưởng con người nó mới ra cái này, thấy không? Con người ta chết vì cái tưởng này nè, chứ không có gì hết. Tu không tu cũng do cái tưởng, mà giàu nghèo cũng do cái tưởng này, chứ không có nào khác rồi. Thế giới này không, cái tưởng là số một, bắt buộc con người phải sống với tưởng. Vì vậy mà Thiền Tông bắt cho anh tưởng, cho anh tưởng thoải mái luôn, nhưng mà anh tưởng phải, thấy không? Còn vật lý không có nói cái chuyện này. Vật lý tu, anh muốn tu anh ép không cho tưởng, là mới tưởng nó đi vào trong cái bất động á. Hay là đa người tu mà nó thành quả cao nhất là thành A La Hán, dù bất động không cho tưởng nữa là nó cứng ngắc luôn á, thấy không? Thì vì thế mà nó vào trong cái bất động rồi nó sẽ có thần thông nó phát ra, mà nó phát ra là cái tai họa cho cái người đó. Rồi cả suốt đời nó sẽ làm cái thần thông hoài, nó không khi nào nó gặp được cái giải thoát được đâu. Rồi câu hỏi tiếp đi. Thiện ác là ở chí ta, chánh tà là ở tại tâm ta, hai câu này là có ý nghĩa như thế nào? Thì do tưởng, thiện cũng tưởng mà ác cũng tưởng, do cái tưởng nó ra thôi. Cái gì nó của ta thôi, chánh tà gì nó cũng là do cái tưởng của người ta thôi, thấy không? Chứ đâu có gì đâu khác. Rồi con hỏi tiếp đi. Sống làm sao không bị vong nhập xác?
thì mình đừng có mơ. Tối ngày cái cúng rồi muốn cho vô linh, thứ nhất là mấy cái bà rồi thấy người ta coi bói hay quá, cúng để gì, nó nhập vô để nói quá khứ gì lai thì làm thầy bói cho mình. Nhưng mà nên nhớ là nói giảng vậy chứ bây giờ nè, cái tần số anh mà ở tầng 4 á, từ 3, từ 4 anh thích lắm, không được, không phá vỡ được, thành con người đó dông mới nhập sát được, thấy không? Mà hên lắm á, tạo công đức ra thì cái dông không vô, bắt buộc có công đức tự nhiên không vô. Hoặc là tất cả những người mà dông nhập sát đem cái máy vô cái tụng là ta biểu nó dông, nó không dám vô. Dập thì nó phải vô, cái này còn vô cái sừng dương nó không dám. Bởi thế giới này gọi là thế giới âm dương, âm á thì nó mới theo, đúng theo cái tần số nó mới vô, còn dương nó không dám vô. Vì thế mà bỏ cúng, bỏ tụng, bỏ lại, bỏ cầu, bỏ xin, bỏ tưởng đi, chồng hoàn toàn không nhập. Rồi hỏi tiếp. Nhóm bạn con tu tập trên núi rất nhiều lần, có một Phật tử cứ bị nhập và xin Phật Hoàng Trần Nhân Tông, xin Thầy giải thích giúp con hiện tượng trên ạ. Gì con lặp lại? Nhóm bạn của con tu trên núi rất nhiều lần, có một Phật tử cứ bị nhập, xin Phật Hoàng Trần Nhân Tông, xin Thầy giải thích hiện tượng trên ạ. Tức là cái nhóm này là tu ở trên núi, có một người được có bị nhập vô, và xưng là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, thì cái hiện tượng này là như thế nào? Rồi. Thì Phật Hoàng còn nhỏ, nó xưng ông Ngọc Hoàng còn chưa sao. Có nghĩa là dông nhập xác rồi, đừng có tin cái gì rồi đó. Nó còn dám xưng đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế, chứ được Trần Nhân Tông con nhầm mẹ gì. Đừng có tin bất cứ cái gì. Thế giới này nhập xác là cô hồn đó, nó muốn nói gì nói. Thấy không? Đừng có chơi với cái đám này. Xưng Trần Nhân Tông là chuyện nhỏ thôi. Xưng ông Thích Ca còn nó còn xưng được. Thấy không? Mình phải hiểu cái thế giới này nó là vậy. Tất cả cõi vô hình hoàn toàn là cô hồn nhập xác thôi. Đã dông nhập xác rồi nó muốn nói gì nói. Mình phải hiểu, vô Thiền Tông phải hiểu tất cả những cái gì nhập vô bỏ hết thì đừng có theo. Mà cũng đừng nói nặng người ta. Nói nặng người ta nó đập mình là chết. Nó muốn xưng gì xưng, mình phải tu mà bằng trí tuệ anh muốn sợ. Nhưng mà mình có thể là do như này thì tôi lấy trong Kinh Kim Cang ra, nghe không? Nếu mà xưng cái này nó thuộc của hồn, Kinh Kim Cang nói vậy thôi. Mình chỉ nói Kinh Kim Cang nói chứ không phải tu nói, nghe không? Rồi nói vậy thôi. Chứ Trần Nhân Tông nằm đâu đó mà đi nhập ở trên núi. Trên núi là cái gì? Trên núi là cái cô hồn không trên đó. Rồi. Khi trong nhà con mở kinh An Vị Phật, nếu ông bà còn ở ngoài mộ, nếu muốn về nhà thì có được hay không? Mở cái kinh An Vị Phật này, ông bà mình mà chịu không nổi, mà ông bà mình là âm nhiều không dám nghe. Mà cái dạng Phật này đó là mục đích của An Vị Phật để làm cái gì? Nếu người nào mà cảm nhận được vào trong cái thân của mình thì tất cả những cái dông ở trong người nó thoát ra, nó không dám ở trong này. Còn mà những cái bà bên ngoài nó tác động vô, nếu mà cái dông ở trong thân người mà nó lớn hơn cái lực của cái tác động vô thì hoàn toàn không thoát ra được. Chứ không phải là tụng cái kinh này cái nào cũng thoát ra được. Mà muốn thoát ra được cái này, duy nhất chỉ có một cái cách để mà làm cho cái dòng ở trong người thoát ra là thứ nhất, cái người đó phải tụng được cái kinh này. Mà tụng làm sao mà cho cái trong cái gọi là cái tâm hồn của mình đó, nó cảm nhận được cái này. Cứ mà khi mình đọc rồi mình đọc nghe lại thì cái dòng nó mới chạy ra. Mà cái này gọi là thế gian gọi là nội công ngoại kích. Muốn cho thoát ra thì phải bằng có cái nội lực của mình, chính cái người đó thì cái dông lớn nó mới thoát ra, còn cái dông mà nhỏ nhỏ nó không thoát ra. Dông lớn cỡ nào nếu mà trường hợp nhập vào người mình mà trong cái kinh này mà mình cảm nhận được á thì gọi là nội công ngoại kích. Nội công nó đẩy ra, bên ngoài đã táp vô thì cái dông này không chịu nổi, dùng thần chủ thế giới cũng phải chạy luôn. Chứ đừng có nói gì
của cô hồn chủ thế giới chân chạy luôn, chứ không phải ấy đâu. Chứ mình phải hiểu cái nguyên tắc trừ cái này. Bây giờ nếu mà ngày xưa đó, khi Đức Phật ấy thì bên Trung Quốc nó có lập ra cái nó viết là cái quyển kinh Quỳnh Đình. Quỳnh Đình là vậy, để trừ mấy cái dông nhặt xác này. Nhưng mà nó chỉ trừ được có 60% thôi. Mà cái An Vị Phật Thiền Tông đúng trừ 100% luôn, khỏi cần tốn một đồng nào hết. Nó phải hiểu thế giới này, thế giới vật lý. Cái cõi âm người ta nhập để làm gì? Mục đích người ta nhập để ta kiếm đồ cúng thôi cho người ta ăn. Là thứ hai nữa là nếu mà nhập, cái người nào mà nhập nó ổn định, nó sẽ xây cái miếu cái gì đó để nó có cái danh. Tất cả những cái giọng mà nhập nó hoàn toàn nó có cái mục đích của nó, chứ không phải nó muốn nhập khơi khơi đâu. Vì thế mà nếu mà nó đã nhập rồi á, mà bên này tác động gì nó không ra, không ăn thua gì đâu. Mấy ông thầy bùa thì phép là chỉ là người đưa ra mấy ngoài đó, giống như mình đau nhất ở trong ruột mà lấy dầu mà tha bên kia da tay ăn nhầm gì, nó đâu có thấm gì trong ruột trong gan mình đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu 2. Trong một giải đáp, bác có nói là người chết bất đắc kỳ tử, chết vì tai nạn thì sẽ có trường hợp không được đi luân hồi liền mà bị quỷ giữ hồn lại cho đến khi nào có người thấy chỗ. Tại sao lại có hiện tượng như vậy? Ai giữ hồn mình và người chết như thế nào mới bị giữ hồn lại? Đây là thế giới âm, nó được cái quy tắc của nó vậy. Mà đa số là tất cả những cái nơi mà nó có cái miếu thờ đó thì đa số là quỷ giữ hồn nào đó, đó. Thấy không? Còn tới cái gần cái vùng đó, không phải sát cái miếu đâu mà còn chết ở cái vùng đó, thì chắc chắn còn chỗ nào mà có cái miếu thì còn gọi là còn phải bắt buộc phải ở giữ đó để thế cho cái người đó đi đầu thai đó. Bây giờ này Sài Gòn Đà Lạt nó có cái đèo Ba Cô, con nhớ không? Yeah. Hồi đó có ba người gái mà chạy xe tắc xong mà bị lũ vô đó chết, ba người gái gần đèo Ba Cô. Mà cái chỗ đó là cái chỗ quỷ giữ hồn. Người nào mà bởi vì lâu lâu nó tới đó có người ta chết để mấy người này đi. Tất cả những nơi mà có cái miếu đều là có quỷ giữ hồn hết. Mình muốn khỏi quỷ giữ hồn này phải phá được cái này. Thấy không? Bởi vì mình cắt ra để chi? Để người ta ở. Ta ở thì bây giờ tôi buồn quá, tôi không muốn ở nữa. Thì tôi đi xui khiến, xui mấy người khác chết để thế tôi đi. Bởi vì cái này mình không dám nói công khai. Chứ sự thật cái này nếu mà tất cả những nơi nào mà có miếu đều qua chừng chỗ đó đâu có quỷ giữ hồn hết. Không phải chết tại miếu mà chết ở một cây số nửa cây số cũng phải bị. Đâu phải không phải quỷ giữ hồn ở trong cái miếu nó ngoài đâu, nó phải đi tới đi lui 5-3 cây số chứ không lẽ đấy. Rồi chết rồi nó kéo vô chỗ đó đó. Là cái này là cái tục lệ do con người tạo ra. Mà ai là do mấy ông thầy pháp tạo ra. Ông thầy pháp chơi với cõi âm nhiều, ông tạo ra để chi? Ông cúng, ông lấy tiền cúng thôi. Chứ bây giờ nếu mà dẹp hết thì từ từ rồi nó cũng hết rồi, chứ không có cái tục lệ này đâu. Là do có mấy ông thầy pháp. Bây giờ Thiền Tông nó ra đời nó phá hết rồi, không còn cái gì đó thì khỏi giữ hồn giữ ma như từ từ nghe. Thấy không? Là do mình mà gốc tích là do mấy ông thầy pháp, mấy ông thầy cúng á. Hồi xưa người ta gọi là thầy pháp, chứ bây giờ gọi là thầy cúng, chứ bây giờ là gọi là thầy pháp, thấy không? Dạ. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu 3. Người có công đức mà bị chết bắt đắc kỳ tử thì họ có phải làm quỷ giữ hồn không ạ? À? Họ có thể trở về Phật giới được không hay phải đi luân hồi tiếp? Nếu có thì bao lâu sau mới được về hoặc bao lâu sau mới đi luân hồi ạ? À? Nếu mà có cái nghiệp quỷ dưới hồn thì mới đầu thai làm nghiệp quỷ dưới hồn được. Còn chết bất đắc kỳ tử nó ở trong nhà đó, quấn quýt vợ con hoài. Thấy không? Nó phải hiểu cái thế này. Hết cái, ví dụ cái giờ hai vợ chồng này ở 50 năm, 60 năm thì nó mới mãn cái nghiệp vợ chồng. Nhưng mà con vì cái tai nạn gì con chết, con không đi được. Bởi vì cái chương trình đầu thai con không có, thì con phải ở trong cái ở trong gia đình, là bởi vì mới có chuyện thờ trong gia đình. Bấy thờ là thờ mấy người này nè.
Còn thí dụ ông bà mình chết mà đó, cái nghiệp là đã đi rồi, nhưng mà mình nhớ rằng ông bà mình thờ là mình tưởng niệm thôi. Còn nếu mà ông bà mình không chịu đầu thai là không được quyền ở trong nhà luôn, mà chỉ ra mồ mả ở xong rồi tới giờ ăn cơm vô thôi. Chứ ông bà không được quyền thờ cái này, mà thờ là những cái người mà chưa hết số đó. Cái ông bà mình đã ấy thôi, gọi là nếu mà ở lại là tưởng nhớ tưởng niệm thôi, chứ không phải là thờ, thấy không? Đó, mình phải hiểu cái thế giới này. Khi nào con bị nhân quả luân hồi thì con phải theo cái đời sống mới rồi. Còn con chưa thì con phải ở lại dùng cũng thời gian thôi, chứ không phải chính diễn. Vì thế mà có thể là thờ ba đời thôi, đời ông nội thôi, đời ông cố thôi, bỏ. Đó, có nhiều cái gia đình nói vậy thôi. Chứ đâu phải là nếu mình thờ tổ tiên mình thờ hoài, biết mấy ngàn ông kia mà tổ tiên mình trước. Giờ câu hỏi tiếp đi.